trắng này cho. Sao gọi là cành vàng lá ngọc vậy chị? Là tại vì á, lá nó màu vàng. Nói chung là không không hiểu sao mà gọi. Nói chung là do cành màu vàng. Nói chung là do người ghép đặt vậy đi. Em không có phớt hồng nha Tâm Tâm Nguyễn ơi. À, Di Hai ơi, mình chốt cây này đúng không? Anh Quý ơi, hồi nãy anh Quý, anh Phú Quý ơi, hồi nãy mình hỏi em cây trắng á, em chưa nói giá mà ta. Em chưa nói giá luôn á. Ủa gì kỳ vậy? Ủa, em chưa nói giá. Em chưa nói giá nha. Do, đúng rồi, do người ghép đặt chứ em không có đặt đâu. Nhiều khi hỏi em cũng không biết tại sao gọi là cành vàng lá ngọc. Cây này đợi em nói giá về, nói giá đi rồi hả chốt nha, để cho công bằng. Em chưa nói giá mà. Rồi cây này là 230, em bao ship nha. 230. Rồi anh thấy ai đầu tiên, chốt đầu tiên vậy anh? Sau khi em đọc giá 230 trắng mã lai, thấy ai chốt đầu tiên? Ai anh? Anh Nguyễn Tấn hả? Anh Nguyễn Tuấn. Em không có chơi mã, em dòm cây à. Nói chung là cũng tùy shop chứ không phải là shop nào cũng chơi mã đâu. Em chơi màu. Anh Nguyễn Tuấn ơi, à còn để lại giúp em chín số. Anh Kha ơi, đừng có buồn nha. Ai biết mình thích màu trắng cẩm thạch. Trời ơi chết trời. Lại mất lòng rồi. Lại mất lòng rồi. Thôi để ngày mai lặn lội đi kiếm. Đừng buồn nha. Đừng buồn em nha. Mai em đi kiếm. Rồi. Anh Tuấn ơi em xuống cây nha. Còn cắm thạch trắng bốn màu không? Quan tâm giá. Kẹt mạng ha anh Phú Quý. Trời ơi anh kẹt cái là cái mất cây luôn rồi. Kẹt mạng cái mất cây luôn. Rồi em xuống. Em lên lại một cái cây này gọi là siêu phẩm của ngày hôm nay. Để anh chị cứ hỏi là cẩm thạch 3 màu, 4 màu, 5 màu. Em chưa nói giá này đừng có chốt nha. Em chưa nói giá đừng có chốt. Ý cái này có 2 màu thôi hả? Nhưng mà được con cái là nó tán dù. 4 màu hả? Khoan, đừng có chốt nha, đừng nhắn chốt nha. Để em đếm màu đã. Đừng đừng có chốt, đừng có chốt. Khoan nha. Đếm màu đã. Cẩm thạch đỏ. Đỏ cam ha. Rồi cầu vồng nè là hai ha. Cầu vồng nó sẽ ra mau ra 2 màu, khoan từ từ anh. Cầu vồng nó sẽ ra 2 màu ha. Từ từ đừng có chốt. Để đếm màu đã. Tím. Tím là 3 ha. Rồi mấy màu? 3 màu hả? 3 màu đúng không anh? 3 màu. 4 bò hả? Còn một màu chưa 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 hiện ra. Ờ nói chung là cây này là 3 màu hả? Đây là hoa phân dân gây 3 màu. Tại Ừ. vì cái đồ dòng này vậy. Ừ. Rồi cây này 270 bọc xít. Anh Nghĩa đúng không? Anh Nghĩa đúng không anh? Anh không biết chỗ gì Chốt đùa đấy. là tính từ anh nghĩ là anh Hay Chí là Tâm anh Chí Tâm? đúng rồi Chí Tâm đúng không? em đúng rồi anh Chí Tâm. À rồi anh Chí Tâm. Đúng rồi, trong buổi live của em á, mình chốt cây á là chốt trực tiếp trên live chứ không có chốt theo em lên cây nào là mình chốt cây đó rồi em xuống chứ không có chốt sau chốt trước gì hết, nó dễ bị lộn. Rồi cây này em chốt cho anh Chí Tâm ha, em thấy ảnh ha. Rồi cây này là 270. Cây này là cẩm thạch 3 màu. Nó có nãy em đếm màu rồi đó.
Rồi anh Chí Tâm ơi, em có số anh rồi nha. Tính trên màn hình chủ là ai nha. Anh chị nào mình có chốt mà không có được, không có thấy đầu tiên á thì cũng đừng có buồn em, phải chi em có một chục cây em quăng lên cũng đỡ khổ xuống. Dạ rồi, cảm ơn Chí Tâm, 2 cây rồi. Rồi ok anh Khang, mai em sẽ lặn lội đường xá xa xôi sẽ chốt một cây. Rồi khoan, em lên một cây siêu phẩm này đã, để đi tới đi lui hoài. À có Sakura mà sao hồi nãy anh không bưng lên cho em, hồi nãy em hỏi Sakura đó mà Sakura tàn dù thì không có thiệt. Rồi cây này khoan hạ chốt nha, khoan hạ chốt nha, cây này em có 2 màu. Cái này là săn pha nhớt. Cẩm thạch này là săn pha nhớt. Tại sao em nói săn pha nhớt? Vì nó có 2 màu nãy giờ rất là hot, cành vàng lá ngọc và chùm kép hồng đi chung. Anh Kha ơi, quên hồi chiều. Rồi, khoan hả chốt nha. Rồi cây này là 270 bao ship, 2 màu cẩm thạch. Cẩm thạch chùm kép hồng và cây cành vàng lá ngọc. Rồi anh Kha. Phải vậy sao thoát khỏi anh Kha được. Cái gì của mình là của mình đúng không anh Kha? Đúng anh Kha đầu tiên đúng không? Mà chiều không chụp rốt cuộc cũng về tay ảnh nè. À, rồi cái này là của anh Kha. À, cẩm thạch chùm chùm với cành vàng ha. Trời ơi, có ánh cười kìa. Trời, anh chốt được cây mình cũng vui lây luôn. Làm không lợi. Rồi, anh cứ, ok, anh Phú Quý ơi, mình ưng cây gì mình nhắn em đi. Nãy em lên cây trắng cho anh mà cái kêu anh quá trời kêu. Xuống đi anh ơi, mai em chụp cho anh Kha. À, còn một cây siêu phẩm. Mà quên. Dưa hấu hả? Đợi 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 chị Vân ơi, đợi em xíu. Rồi còn một cây siêu phẩm nãy giờ bị sót bỏ quên, đi vào quên lãng. Rồi cẩm thạch trắng ha, cẩm thạch trắng là 1. Khoan hả chốt, em chưa nói giá nha. Hồng là 2 ha, ngon. Tím nè, tím là 3 ha. Này cẩm thạch này nó hồng hồng anh hả? Cẩm thạch hồng đúng không? Hồng trắng tím rồi còn màu nào nữa không? Tới 4 3 bo à? 3 bo à? 3 màu. Rồi cây này ha, cây này em xây nhẹ ha, cây này 270 em bao ship nha. Rồi chốt cây này cho Ngọc Bình. Hôm nay em bán nhiều cây có săn pha nhớt lắm, nó tùm lum màu. Ủa đâu còn ra cái đó nữa vậy? Anh hút ra đâu ra nhiều dữ vậy? Rồi em chốt cây này cho Nguyễn Nhất đúng không anh? Coi giùm em Nguyễn Nhất đúng không? Trời ơi, mọi người ơi, nếu mà ai mà nói em bán rẻ, ngày mai em tăng giá lên nha. Để mất công á, người ta nói em bán quá giá. Em chốt sau khi đọc mã mà. Bây giờ Ngọc Bình đúng không? Ngọc Bình. Tính từ màn hình chủ live. Đúng không anh? Coi giùm em. Em không, anh tính cây anh tính từ cái lúc mà cây gì mà lạ lùng ghê của anh Kha. Đúng rồi, Ngọc Bình, em thấy Ngọc Bình mà tính từ màn hình chủ live. Máy em đang xem chỉ là máy phụ nha. Nên là mọi người thông cảm giúp em. Không không không, Ngọc Bình thấy rồi. Từ từ để em xuống cây đã. Bây giờ rút kinh nghiệm. Đếm hay sao ta?
Rồi Ngọc Bình ơi, chụp lại màn hình chưa? Để em xuống cây nha. Rồi, mọi người thông cảm. Trời ơi, ai mà nói em bán rẻ là em tăng giá, còn ví dụ như mà chốt mà không kịp mà có thông cảm giùm em có một cây kiểu dáng này thôi. Rồi em còn một siêu phẩm nữa, cây đó là ba màu hả? Rồi ok, rồi còn một em siêu phẩm này nữa, khoan hỏi chốt nha, để em tính từ màn hình có đã. Đợi nãy giờ hết trời. Rồi cây này ha, cây này để em điếm màu, khoan hả, chốt nha, em giới thiệu cây cái đã. Trắng cầu vồng, tím, cây này bốn màu, thêm một cái cẩm thạch đỏ nữa, trắng đỏ cầu vồng tím bốn màu. Rồi nha, khoan nha, khoan hả, chốt nha, em chưa tính đâu, ai chốt là em chưa tính đâu, để em cầm cái điện thoại nè. Rồi cây này khoan nha, cây này là giá là 280, em bao ship, em tính từ quyền cho 10, ai chốt đầu tiên em sẽ chốt cây cho người đó, sao quyền cho 10, bình luận sao quyền cho 10. Rồi 280 thuộc về anh Nguyễn Tuấn. Anh Nguyễn Tuấn hồi nãy mình có một cây đúng không ta? Rồi cộng một cây nữa là bốn màu, 280. Rồi 280 nha. Rồi anh Nguyễn Tuấn chụp lại màn hình giùm em. Dạ đúng rồi, anh hai cây rồi, đúng rồi, gặp đơn. Mọi người ơi thông cảm, ví dụ như trường hợp mà đơn em có quá tải, em gửi hơi trễ một xíu nên anh chị trễ một ngày hai ngày gì đó, anh chị thông cảm giùm em nha, tại vì em làm không kịp, mà mướn người cái mắc công mà nói giá giá sao mắc, còn không mướn thì nói giá rẻ. Rồi ủa anh Tuấn mình chụp chưa, em xuống nha, em xuống nha, không được nha. Rồi xuống. Trời ơi, thêm một em siêu phẩm. Đúng rồi, phải khen, phải nói từ mắc quá, đừng nói rẻ quá. Vào vào xem mà nói mà rẻ quá, cái người ta mấy cái chủ shop khác người ta nói em phá giá đó, phải nói mắc quá. Tôi đang đó được cục nhà. Rồi, cái cây này là violet, cánh hồng lá sen. Ha, cánh hồng lá sen. Cái này là màu mới nha quý vị. Sakura em có nhưng mà không có tàn dù nha anh Kha. Mình bài chiêu mà anh Nghĩa nên nên phải lắm siêu phẩm chứ. Cây nào cũng siêu phẩm. Rồi, cây này cái gốc nó hơi 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 xấu một xíu ha. Cái gốc nó hơi xấu một xíu, nó bị đen chỗ này nè. Nên thôi, em bán rẻ nha, em bán rẻ nha, em bán mắc nha, 180 bao ship. Rồi em chốt cây này cho Hạnh, 1971. Chết cha, hết giấy rồi. Hạnh ơi chị A Còng để lại giúp em chín số 180 chị ha, Violet. Em còn một cây giống vầy bưng lên luôn đi anh. Khoan, một cây giống vầy bưng lên. Bưng lên chứ phải bưng xuống. Rồi để đó đi một xíu em tự em lên. Chị Hạnh ơi, mình A Còng để lại giúp em chín số đi. Chụp lại màn hình giùm em. Nhớ cuốn nhớ. Vậy là anh Kha muốn nghe tiếng rẹt rẹt của băng keo đúng không? Đầu tư cái bạn sao cứ ghẹo em, cái bàn xoay hoài vậy ta, người ta lâu lâu người ta đổi mới đầu tư một xíu.
Rồi em thấy chị Hạnh rồi. Rồi em thấy chị rồi nha chị ơi. Rồi em xuống cây nha chị Hạnh. Em xuống cây. Chốt khó hả anh Nam? Rồi còn một em này nữa. À, em này đế nó cưng hơn ha. Đế cưng hơn nên cho em xin thêm 10 10 10k ha. Cây này là 190 em bao ship nha. Cây tím gốc bự phía sau em. Rồi em chốt cây này cho anh Quý Khương. Anh Quý Khương là 2 cây. Cái này là 190 violet. Minh Mon ơi đừng buồn chị nha Minh Mon. Trời ơi chị thấy em nãy giờ rồi. Nhưng mà cái này là chị chỉ còn có 2 cây duy nhất thôi. Đừng buồn em ơi. Tính trên màn hình chủ like là anh Quý Khương đúng không anh? Anh chốt trước đầu tiên mà em. Trời ơi. Rồi xuống cây. Anh chị ơi thông cảm, ví dụ như mình chốt mà có bị trước sau như vậy á, bị chốt sau trước sau như vậy thì thông cảm giùm em. Rồi à, cây tím phía sau lưng hả anh ơi? Anh đụng cái cây livestream hoài cái nó lệch cái màn hình thôi, anh đừng có đụng nó. Rồi nãy giờ em bỏ quên mấy cây tím phía sau lưng nha. Rồi em lên đồng loạt nha. Em lên tím trước rồi em sẽ lên một số cây red pizza đỏ lửa. Red pizza đỏ lửa dưa hấu chuẩn bị lên sàn. Rồi cây này là tím tiết. Tím tiết này đế nó cũng cưng ha. Rồi cây này là 230 em bao ship nha. Tím tiết. Đợi sakura hả? Dạ có red pizza. Hồng gai à, tiểu Ấn Độ ăn à, tiểu Ấn Độ em có chứ em không có Ấn Độ, tiểu Ấn Độ. Rồi em chốt cây này cho hồng gai. Hồng gai ơi A Cộng để lại giúp em 9 số. Hồng gai cây này là 230 em bao ship nha chị ơi. A Cộng để lại giúp em 9 số nha. Kim Mi Đế đỉnh đỉnh. Ok rồi, cảm ơn anh Kha. Nói chung cũng nhờ mọi người ủng hộ nhiều lắm đó. Em ngày xưa em like á, cây nó ít lắm. Nhưng mà nhờ nhờ anh chị ủng hộ em, thương em. Nên là bây giờ là em kiếm 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 cây mấy cây đỉnh đỉnh hơi nhiều. Rồi những anh chị nào mình chưa chốt được thì đừng buồn, em còn cây tiếp theo. Lấy tím tiết tiếp theo đi. Ê khoan khoan, cái không cái của anh Nghĩa anh để riêng rồi mà. Vậy hả? Vậy đừng bưng cái đó lên nha, để thôi anh Nghĩa anh khóc á. Rồi sàn nào chốt. Chốt không được follow em cho đỡ buồn. Anh Phú Quý ơi mình chốt hành lang đi anh Kha, anh chốt hành lang có nghĩa là em sẽ có một cái hành lang đi cửa sau, nghĩa là không chốt trên live đó. Rồi à, lên cái cây khác đi anh. Ủa không lên mấy kia hả? Rồi cây này là cây tím tím Pháp hay còn gọi là tím Huế đang búp nụ. Cây này mini thôi nên là 140 em bao ship nha. 140 em bao ship cho cây tím tím Pháp mini. Ôi trời nó té. Rồi anh chị mình ưng cây này thì chốt giúp em tím Pháp ha. Tím Pháp cái đế cái cây này mini dáng trực đi lên. Cây này cao thì tầm khoảng 50 hơn 60 cm. À, có Ấn Độ trắng hồng và dạ, có Ấn Độ có tiểu Ấn Độ. Rồi không ai chốt cây này đúng không? Dạ em bán mắc lắm nên không có cây nào là 5 5 7 5 7 0 0 đâu anh ơi. Những cái hàng đó em không có, lâu lâu mới có à, lâu lâu mới có nha. Khoan nãy giờ quên
Trời ơi, 50k rồi, em bao ship rồi, em lấy cái gì em lời. Rồi cây này là cây tím Pháp nhưng mà là đế bonsai nha. 4 5 màu rồi, để em kiếm ra 4 5 màu là em hú anh phú quý liền. Chốt không cần coi giá luôn kìa. Rồi ok, chốt cho anh Kha. Chốt bờ sông bờ kè. Đế đẹp mà không khoái hả? Rồi, cây này em để cho anh Kha. Em để giá sao ha? Cây tím Pháp ha. Tiếng Pháp này thôi em để cho anh Kha là 290 thôi. Rồi xuống cây anh ơi. Sakura. Sakura lấy em một Sakura đi. Khoan, giờ cái này nãy giờ đi qua đi lại. Sakura. Đế ngồi. Chứ không có nằm. Cái sàn của em đâu có chơi đấu giá đâu. Giá không lên mà giá còn giảm nữa chứ. Nên là mình trên sàn của em á, anh chị nào mình có trả giá thì thông cảm giúp em không có giảm được nha. Rồi cây này là Sakura. Sakura ha. Sakura này nó đang búp. Cây này thì nó là 230, em bao ship nha. Anh chị mình ưng cây này thì nhắn chị chốt giúp em 230 bao ship. Đúng rồi, Sakura Phước Hồng, cây này nó đang búp á, thì nó sẽ có màu lá, bông nó hơi màu xanh xanh. Rồi chốt cây này cho, để em coi màn hình chủ like, là thuộc về anh Chí Phèo tìm thị nở. Anh Kha ơi, thông cảm cho em. Ha, cái bông nó hơi hồng hồng ha. Rồi, anh Chí Phèo ơi, đợi em cắm ghim cho anh. Nãy giờ em xuống mà có cái lấy thêm cho em cái này đi anh. Bên kia kìa. Trong cái bọc giấy á. Rồi em lên cây khác nha anh Chí Phèo ơi. Chí Phèo ơi, anh nãy giờ là cây này thứ ba nha. Sakura. Nhường. Rồi Minh ơi, em nói với anh Chí Hào đi, được thì anh có chắc anh có nhường không? Ủa, này hết rồi ta. Lấy cây cũ đi. Rồi xuống cây. Ủa, anh Chí Bèo ơi, anh nhường cho Minh Môn á anh. Ồ rồi. Thời thế đổi thay. Rồi ok, để chị sửa lại tên cho em nha. Hồi nãy có cái vẽ, lấy giùm em cái vẽ anh. Minh ơi đợi chị xíu. Còn Sakura không anh ơi? Hết rồi. Hết rồi. Khoan. Rồi xuống cây. Lên cây khác đi.